thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà. Xuất phát điểm thuần nông, nhưng bằng sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cán bộ và nhân dân, đã vươn lên mạnh mẽ để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và tiến tới là khu dân cư thông minh. Quá trình phát triển vẫn giữ được những nét quê gần gũi với điểm nhấn là những mô hình sản xuất nông nghiệp đặc trưng, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa tạo nên sắc xanh gần gũi của miền quê bình dị. Trong ánh nắng hiền hòa, màu xanh bạt ngàn của đồng lúa và những cánh đồng rau đã làm nổi bật thêm sắc xanh của Hồng Lạc. Trong đó, vùng chuyên canh sản xuất rau củ quả an toàn, nhiều năm nay là nguồn thu nhập đáng kể của các hộ dân trong thôn. Với sự cần cù, chịu khó của người dân, mùa nào sau nấy, đất đai gần như không ngơi nghỉ. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng, sản xuất an toàn, sản phẩm từng bước khẳng định thương hiệu. Đến mùa thu hoạch, thương lái đến tận nơi để thu mua. Chúng tôi cùng đi ra thị trường tìm hiểu, rồi kiểu cái thứ nào mà tiêu thụ dễ hơn và có chất lượng hơn thì chúng tôi tìm tòi để về phát triển hơn, để thu nhập kinh tế cao hơn. Thì vì mình chuyển đổi cây trồng khác trước ấy, để cho thu nhập cái kinh tế gia đình nhân cao hơn. Sắc xanh của thôn Hồng Lạc ngày càng được bao phủ rộng hơn trên khắp cánh đồng và những mảnh vườn đầy trái ngọt, hoa thơm. So với trước, tư duy làm vườn của người dân đã có nhiều thay đổi. Vườn được quy hoạch lại bài bản với đa dạng các loại cây ăn quả, rau màu các loại, tạo thêm những điểm nhấn bằng màu xanh gần gũi cho làng quê. Trong gia đình, tức là tư duy cũng thay đổi khác nhiều. Trong vườn thì trước thì nhà chị trồng những cơn gần không được cho thuận lợi lắm. Thế giờ nhờ cái nông thôn mới, tức là phát triển đi lên, nhà chị cũng trồng những cơn, tức là để thu nhập hàng ngày, đi chợ đi búa hàng ngày, rồi là thu nhập trong gia đình là ổn định. Lợi thế từ đồng ruộng, mảnh vườn được phát huy, nên dù là thôn có xuất phát điểm khá thấp với đa số người dân sản xuất nông nghiệp, nhưng Hồng Lạc vẫn tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ. Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Người dân tự nguyện hiến đất, hiến công, xây dựng hệ thống giao thông nông thôn rộng rãi, thoáng đãng. Các thiết chế văn hóa ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt là tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm thắt chặt. Chị ở quân ấy về đây bữa nay là 11 năm rồi. Là chị về đây với chị nói chờ thiệt bà con ấy, về sống rồi rất là tình cảm. Tình cảm của xóm là nó thiệt tuyệt vời. Mà như ở Hà Tĩnh mình đây á, là nó thiệt là mỗi năm là mỗi phấn khởi lên. Hôm nay, khu dân cư nông thôn mới Hồng Lạc có không gian xanh của nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng sẽ là hướng phát triển mũi nhọn để thôn Hồng Lạc xây dựng hoàn thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Và sắp tới, phấn đấu trở thành khu dân cư thông minh đầu tiên của xã, với trọng tâm là số hóa nông nghiệp, gia tăng giá trị sản xuất. Xây dựng được cái khu nông thôn mới thông minh để đưa vào đơn vị thôn, để cho bà con thứ nhất là đồng tình hưởng ứng và được sự đồng thuận của bà con cao, thì chúng ta sẽ xây dựng được cái phát triển được tốt hơn và sẽ mang lại cái sự thuận tiện nhất của người dân. Đặc biệt là cũng như là sẽ xây dựng được nền kinh tế của bà con ổn định. Từ những định hướng phát triển đã đề ra, tiềm năng lợi thế của thôn Hồng Lạc, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, sẽ tiếp tục được phát huy. Những bước tiến mới được chờ đợi từ chuyển đổi số, từ xây dựng khu dân cư thông minh, để với nền tảng nông nghiệp, sắc xanh Hồng Lạc sẽ còn tươi mãi trong quá trình xây dựng nông thôn mới.